Wow, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta học bài ôn. Ôn bài nắm cắt ni lông đúng không? Chuẩn luôn. Nào, cái ôn bài hôm nay mình sẽ ôn như thế nào đây? Đây là những từ mà hôm trước mình đã học đúng không? Và bây giờ theo con chúng ta sẽ cho những bạn nào vào với nhau. Vì sao? Con sẽ nói lại cho mẹ nhé. Được không? Nào. Ok. Tại sao bạn nào lại đi với bạn? Với cặp bạn của mình, đây là những cặp bạn tìm đôi với nhau. À. Và bây giờ nhé, mẹ sẽ đưa từ cái một xong con sẽ nói bạn này sẽ đi với bạn nào nhé. Nào, đây là bạn Kim. Đây là bạn gì? Kim. Đây là bạn gì? Kim. Bạn này tên là bạn gì? Kim. Bạn này có phải bạn Kim không? Bạn này là bạn Chỉ. Bạn Chỉ thì đi với bạn gì? Chỉ thì đi với Thương con muốn ấy nhà. À, con muốn Úp này à? Úp này à? À, ta được rồi, nào. Nào, vậy thì giờ mẹ cháo lên nhé. Thế thì bây giờ con chơi đi. Con chơi cho mẹ, con hướng dẫn mẹ nào. Nào, ok. Nào, hôm nay con làm cô giáo, hôm nay con làm thầy giáo. Không phải, mẹ làm thầy giáo. À, chứ hôm nay mẹ vẫn làm thầy giáo à? Thế bao giờ con làm thầy giáo? Con thể làm được ngay mà. Bất kỳ lúc nào con có thể làm được thầy giáo ngay mà. À, rồi, ok. Bạn này tên là bạn gì? Tít 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 bộ quần áo. À, wow, có một xíu thế này mà con đã phát hiện ra đây là bạn bộ quần áo rồi đúng không? Tiếp này, tiếp nào. Wow, bạn gì mà buồn cười nhỉ? Không thấy hình dáng của bạn đi đâu. Cái gì mà lại buồn cười thế này? Cái mực bút. À, cái bút đúng không? Wow, chuẩn quá. Cái bút. Wow, bút. Cái bút này thì sẽ đi với cái gì nhỉ? Bút đi với cái mực bút. Wow, bút đi với mực bút. Yes. Nếu không có mực thì cho vào. Thì cho mực, nếu hết mực thì cho vào. Ô ô, bạn nào đây? Bạn này là bạn nào đây? Nghe con nhìn này. Bạn này là bạn nào đây? Nhìn xem nào. Ô thế thôi nhé. Bạn này bạn gì? Bạn này bạn gì đây? Này, vẽ này rồi này, Riven rồi này. Bạn ấy tên là bạn gì? Bạn Giác. Wow, chuẩn quá. Bạn Giác thì phải đi vào bạn thùng rác. Và bạn thùng rác. Nào, mình cho thấp xuống dưới này nhé, để cho các bạn còn nhìn nhé. Đây, con cho xuống dưới này. Mâm. Rồi, ok. Mâm. Rồi, nạp tiếp. Đây. Bạn này bạn gì? Quần. Bạn quần. Wow. Bạn quần. Bạn quần thì đi với bạn gì? Để bạn quần áo. À, để bạn quần áo. Nào. Bạn Chỉ. À, bạn Chỉ. Bạn Chỉ này. Bạn Chỉ này. Tiếp này. Bạn gì đây? Wow. Bạn mực. Bạn này bạn gì? Bạn này bạn mực. Đúng không? Vậy bạn sẽ đi với đâu? Đúng rồi, vào để lấy mực, chuẩn luôn. Rồi, nào. Bây giờ chúng ta cùng xem bạn tiếp theo là bạn gì đây. Wow, bí mật quá. Bí mật. Này. Bạn Kim đi với bạn Chỉ. Wow, chuẩn. Nào, tiếp. Bố bốc phải đi ra. Bạn này bạn gì nhỉ? Bạn bạn này buồn cười nhỉ? Bạn. À, bạn này bạn bảng. Wow. Bạn bảng. Cho vào đâu bây giờ? Cho đây. Cho bảng vào đây à? Bảng mặc quần à? Vậy bảng bạn cho vào đâu? Vào đây. Yes. Nào. Thế thì bây giờ mình nhìn xem. Bạn này bạn gì đây? Bạn giặt quần áo. À, bạn máy giặt. Bạn máy giặt cho vào ai nhỉ? Bạn đi tìm bạn của mình là bạn nào nhỉ? Chuẩn. Nào. Bạn đây tên là bạn gì? Thùng rác. Bạn thùng rác. Đúng. Bạn thùng rác. Thế thì con đoán xem hai bạn này tên là bạn gì? À, đúng rồi, bỏ rác vào thùng.
Con là người lịch sự, con là người văn minh, con là người có ý thức, cho nên con đổ rác đúng chỗ. Chúng ta sẽ là những người mà đổ rác đúng chỗ để giữ gìn vệ sinh môi trường. Wow, bạn này bạn gì đây? Phấn. Bạn Phấn, wow, chuẩn thế. Bạn Phấn. Bạn Phấn phải đi với bạn. Bảng 1, 2, 3, 4. Còn bạn cuối cùng này theo con nó là bạn gì? Đoán xem. Bạn cuối cùng này tên là bạn gì đây? Nhìn xem. Bạn này tên là bạn gì? Bạn nào đang thiếu nhỉ? Bạn nào đang thiếu đôi? Bạn áo. Hóa ra là đây là bạn áo, chuẩn luôn. Đúng rồi, hay quá. Vậy các bạn khi đã tìm được cặp đôi với nhau rồi, các bạn nói với con như thế nào? Đi. Lấy phân biệt biết. Nào, thế các bạn nói gì với con? Con cảm thấy thế nào? Bây giờ sau khi con cho các bạn, con tìm được các bạn là cho các bạn thành cặp đôi với nhau ấy, con cảm thấy thế nào? Đây. Đây là nhớ này. Đẹp. Wow, hay quá. Hay quá. Vậy con thấy làm sao? Con thấy thế nào? Đẹp, rất đẹp. Sau khi con cho các bạn được gặp nhau ấy, thì con thấy thế nào? Con thấy gì? Thấy cảm ơn. À, các bạn sẽ nói cảm ơn. Và con cảm thấy thế nào? Vui, yes. Và con là người có giá trị. Con luôn là người đi giúp đỡ người khác nhé. Ok, thấy ai cần giúp đỡ là mình giúp luôn à? High five, yes. Cảm ơn các bạn nhé. Như vậy là hôm nay chúng ta đã ôn xong bài. Hẹn gặp lại trong lần sau nha.